Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện ma trên kênh YouTube Quảng Hà Tuấn Live, được phát sóng vào 10 giờ 15 phút mỗi sáng hàng ngày. Ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma ngắn mang tên Người Trong Tranh của tác giả Hà Phiên. Chúng ta sẽ cùng theo dõi, hãy ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút share, để lại comment cảm xúc của các bạn khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng Hà Tuấn Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Giờ đêm, lớp tĩnh vật cấp A. Trời đã vào đông, trường mỹ thuật phủ lên một màu ảm đạm. Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, xen lẫn trong những hạt tuyết nhỏ, điểm xuyết cho ngôi trường cổ kính một màu trắng xóa. Khung cảnh toát lên vẻ cô liêu hiu quạnh, trông qua như những bức tường màu xám lạnh lẽo. Người ta thấy nhìn có một đám gồm cả trai, gái. Họ là những học sinh cấp A đang chuẩn bị cho bài tốt nghiệp của mình. Cô gái mái tóc nhuộm màu khói trông rất có vẻ thời trang lên tiếng. Du này, dựng bối cảnh nhanh đi. Xếp quả táo kế bên cái bình hoa, còn một tiếng để dựng bài. Tớ không muốn bị trượt tốt nghiệp đâu. Cậu trai để tóc undercut xanh khói khẽ quay lại mỉm cười. Thế chứ không phải là do tháng này của mi nhà ta đi chơi với crush, để rồi bây giờ phải ôn đập bài bù đấy. Cô gái với biệt danh là Hami phóng cây bút chỉ nhọn hoắt vào người Du. Cậu muốn chết đấy, lại còn ghẹo tôi. Nếu như không phải là ngồi giảng cho cậu về cái phần đánh bóng thì hôm nay tớ đã ở nhà xem phim ngôn tình rồi. Du nhanh tay chụp được cây viết, đưa nó lại cho cô bạn, vẻ mặt tràn đầy sự biết ơn. Hi và cậu thành tích không có khá lắm, nhờ có Hami luôn ở bên cạnh giảng bài mà nhóm của cậu không phải đối mặt với việc bị rớt môn. Cậu bạn đeo kính với mái tóc màu nâu nhạt vừa dán giấy xong cho cả ba người bây giờ mới lên tiếng. Thôi thôi, hai người bớt giỡn lại, ôn bài nhanh còn đi về. Trời vào đông rồi, nếu mà để cảm lạnh là khỏi thi tốt nghiệp đó. Sau câu nói ấy, cả ba người lại cắm cúi ngồi vẽ. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng bút chì sột soạt cọ trên giấy. Chốc chốc lại nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc báo hiệu thời gian qua. Được độ 30 phút sau, Du ngước lên vẻ mặt đầy bí ẩn, bàn tay khẽ lay lay vai cô bạn. Hami, Hami, tôi bảo này. Cô gái nhướng lông mày. Cái gì nữa, để yên cho tôi vẽ đi. Cả Hi cũng tò mò nhìn qua, không biết cậu bạn của mình lại tiếp tục bày trò gì. Đặt bảng vẽ xuống, Du thở phào nhẹ ra một hơi, vuốt mái tóc sành điệu của mình, đoạn nói: các cậu đã nghe qua truyền thuyết đô thị về ngôi trường này chưa? Tớ nghe nói nơi đây tồn tại một câu chuyện về một nữ sinh, không rõ cô ấy học khối gì, chỉ biết là cô ấy học giỏi lắm. Nghe đồn là lên đến bậc S rồi. Cô ấy chuyên vẽ tranh để lấy thành tích cho nhà trường ấy. Một ngày nọ, người ta phát hiện ra cô ấy hẹn ai đó ở khu vườn của trường mình, rồi sau đó biến mất, không thấy về nữa. Cũng bắt đầu từ hôm ấy, người ta nghe thấy oan hồn của cô hiện về ở những đoạn hành lang của trường. Ngày đầu là về than khóc vì bị người yêu phụ tình đấy. Hami tái mặt. Rồi sau đó thì sao? Rồi có ai tìm thấy xác không? Không đợi cho Hami nói hết câu, cậu lập tức chỉ tay về phía sau lưng, khuôn mặt hốt hoảng. Hai người bạn còn lại đồng loạt quay lại. Họ chẳng thấy gì ngoài hành lang vắng lặng, heo hút nằm ở sau cửa lớp. Cô bạn mái tóc màu khói dùng tay huých vào người Du. Giỡn kỳ cục, hù chết bọn tôi rồi. Trên thế giới này làm gì có ma chứ. Thôi thôi, vẽ tiếp đi. Tớ phát hiện người nào còn quấy phá nữa, ngày mai tớ mách giáo viên là các cậu phá hoại công việc của tớ. Du bật cười thích thú vì đã dọa được cô bạn thỏ đế của mình. Cậu
cậu ta với tay lấy bảng vẽ rồi tiếp tục ôn bài. Tiếng chỉ cọ sột soạt trên nền giấy âm vang. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, gió ở bên ngoài đã bắt đầu thổi mạnh. Phía sau lưng của nhóm bạn bất giác có tiếng động. Họ quay phắt lại nhìn thì thấy cái lọ đựng bút đã bị đổ ra bàn, rồi lăn xuống sàn nhà lạch cạch, những cây bút chỉ lăn lông lốc. Cả nhóm giật mình, tuy nhiên họ nghĩ là do lớp trước sắp xếp bút không sát vào kệ dẫn đến lọ bút bị đổ. Hy đứng dậy dọn đống bút chì. Ngay khi tay vừa chạm vào vết màu vàng ám cái thứ bột đen đen thì cậu ta nghe thấy tiếng bước chân đâu đó vang lên ở tầng dưới. Tiếng bước chân ngày một to, một gần hơn. Mi bất giác ôm chặt lấy Du. Người cô run lên bần bật. Hy trông có vẻ bình tĩnh hơn, trấn an hai người bạn. Không có gì đâu. Tôi nghĩ là có ai đó học muộn như tụi mình thôi. Nói là như thế, nhưng bây giờ cậu gần như nín thở, chờ đợi tiếng bước chân xuất hiện. Trong lòng thầm mong đó chỉ là một học sinh nào đó ôn bài tốt nghiệp giống như mình. Cơn gió lạnh rít qua lớp học, làm cho cánh cửa gỗ vang lên kèn kẹt đánh rầm một cái. Cả nhóm thót tim. Cơn gió ban nãy thổi tung đống giấy vẽ màu ngà được xếp gọn gàng ở trên cái kệ đựng bút. Cảnh tượng lộn xộn và có phần kỳ dị. Hy bất giác lui lại, cậu nhìn quanh căn phòng. Ánh sáng trắng từ những bóng đèn điện cũng không thể nào che được cái màu sắc u ám cũ kỹ. Bất chợt từ trên bục giảng có tiếng động, hệt như tiếng bước chân của ai đó vừa mới đạp xuống sàn gỗ. Cả ba bạn trẻ quay phắt lại. Họ nhìn thấy trên bục giảng một bức tranh đặt ở trên giá đỡ bằng gỗ, được phủ bằng một tấm vải xám. Bức tranh đứng lặng lẽ ở đó như đang quan sát ba bạn trẻ. Mi và Joe ôm chặt lấy nhau sợ hãi, còn riêng Hy thì lấy làm lạ. Tại sao lúc mới vào cậu lại không trông thấy nó? Lại có tiếng bước chân dồn dập vang lên. Ở bên ngoài cánh cửa màu nâu sậm, cả nhóm lúc này thất kinh khi thấy trước mắt họ có bóng một cô gái trên người mặc bộ yếm jean. Vì khoảng cách khá xa và tối cho nên khuôn mặt của cô gái bị che khuất, chỉ có mái tóc xoăn ngang vai phủ màu tăm tối. Mọi chuyện cũng không có gì xảy ra cho đến khi từ phần vai cô gái trở xuống đều nhuốm một màu máu đỏ, là máu. Quả thực là cái thứ chất nồng lỏng đáng sợ đang chảy ra. Máu chảy thấm xuống cả mặt sàn rồi loang ra thành vết. Bóng cô gái đưa tay chỉ về phía trước. Những cây bút bỗng nhiên rung lên rồi lạch cạch rơi xuống sàn, lăn tứ tung. Hy ngã nhoài ra, còn Joe và Mi thì hét lên. Từ bé tới lớn, họ chưa bao giờ thấy thứ gì kỳ dị đến như vậy. Họ ngỡ những điều này chỉ có ở trong phim. Sau tiếng la thất thanh là một khoảng lặng đến ghê người. Hồn ma biến mất không để lại dấu vết. Cả ba không ai bảo ai, gom hết đồ cho vào túi rồi quay đầu bỏ chạy, để lại lớp học bừa bộn, lạnh lẽo. Cũng kể từ đó, sau 10 giờ đêm, khu vực lớp học sẽ được rào lại. Không học viên nào dám bén mảng đến gần. Không ai muốn mình trở thành nạn nhân của hồn ma bóng quế. Chỉ có bức tranh, một bức tranh kỳ quái, vẫn cứ lặng lẽ đứng đó, âm thầm và chờ đợi. Mười bốn giờ ba mươi, nhà số 311. Dĩ An nhìn đồng hồ đeo tay, vừa chuẩn bị xong mớ dụng cụ cho lớp học chiều nay, đặt chúng ra bàn và điểm danh từng món một.
Khuôn miệng nam tính nhầm nhầm từng món, ánh mắt lấp lánh ý cười. Một nguồn cảm hứng dâng trào, Dĩ An nhớ lại thời còn sinh viên. Ngày đầu vào lớp, cậu bỡ ngỡ với tất cả mọi thứ, còn không biết dán giấy bồi như thế nào, gọt bút chì ra sao. Ngay cả cục tẩy cũng không biết phân biệt loại nào với loại nào. Mai sau cậu gặp được người thầy tốt, dìu dắt cậu cho đến ngày hôm nay. Thầy bây giờ đã ra nước ngoài định cư với vợ, Dĩ An cùng với cậu bạn nối khố chia tay thầy trong ngậm ngùi. Trong lòng cậu thầm chúc gia đình thầy luôn hạnh phúc với tất cả sự cảm kích. Khẽ thở dài, cậu trai với mái tóc nâu sậm bỏ từng dụng cụ vào trong ba lô, cả cuốn giáo trình dày cộm mà tuần trước trường vừa phát cho cậu. Leo lên chiếc xe đã nhuốm màu thời gian, cậu rồ ga phóng đi. Tiết trời cuối thu xe lạnh khiến cho lớp áo ngoài của An trông như mỏng đi nhiều, không đủ giữ ấm cho cậu trai. Cậu khẽ nhíu mày vì cơn gió lạnh, cậu cho xe chạy chậm lại một chút. Xe đi được một đoạn thì dừng. Ở trước mặt cậu là ngôi trường to lớn, cổ kính. Sân trường được phủ bởi hàng cây tùm rậm rạp, những thân gỗ lâu đời đứng sừng sững, tưởng chừng như trường tồn với thời gian. Dắt xe vào bãi, An đưa mắt nhìn ngôi trường mà mỉm cười. Trái tim của cậu trai như sống lại những hồi ức hồi xa xưa. Phải, cậu biết tại đây sẽ là nơi cậu được sống lại khoảnh khắc thời còn đi học. Cậu tự nhủ mình sẽ trân trọng từng phút từng giây khi còn ở ngôi trường này. Dĩ An đi sâu vào khuôn viên. Ở phía bên phải có khối nhà cao tầng được trang trí màu vàng nhã nhặn. Nhìn những con chữ gắn ở trên nhiều màu sắc, An đoán chừng đó là bên khối dạy màu của trường. Ở bên dưới khoảng sân có một đám đông đang tụ tập làm gì đó, đôi mắt lạnh lùng nhìn về bên ấy. Một cậu trai từ đâu lao thẳng về phía trước, đụng trúng vai của An. Cậu hơi giật mình, theo quán tính An né sang một bên. Cậu trai đeo kính với những đốm tàn nhang ở trên mặt cúi đầu bối rối. Tôi xin lỗi, tôi vội quá. Nói xong cậu ta quay lưng đi, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu ta lại quay người lại nhìn từ đầu đến chân An một đoạn. Này, cậu mới tới phải không? Cậu có muốn xem hoa khôi của trường tớ không? Cậu trai nhoẻn miệng cười kèm theo một cái nháy mắt. Không đợi cho An kịp phản ứng, cậu ta lôi vai áo của An đi theo mình. Đến chỗ đám đông, hai cậu học trò chen vào trong, tiến vào vòng tròn trung tâm. Ở đó, An nhìn thấy một cô gái xinh xắn mặc bộ quần áo theo phong cách nữ sinh ở bên trời Âu, màu hồng nhạt. Tóc dài cũng nhuộm hồng, sống mũi cao, khuôn mặt thanh tú, càng làm tăng thêm vẻ kiêu sa. Nơi đó mọi người đang vây quanh, một bên thì chuẩn bị băng rôn quảng cáo, một bên thì chuẩn bị băng rôn cổ vũ. Dĩ An có chú ý đến cô gái nọ, nhìn quanh bốn phía đối diện, phía băng rôn cổ vũ có chữ màu hồng nhạt, tựa như là cái màu váy mà cô gái đang mặc. Ở trên ghi hai chữ Kiều Ly. Cậu trai kia liền quay sang thúc thúc. Này, nhìn đi, hoa khôi ở bên khối màu, vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Học chưa đầy 2 năm đã nhận được hàng tá hợp đồng quảng cáo từ công ty giải trí lớn. Hôm nay, trường mình cho phép bạn ấy quảng bá sản phẩm dưỡng da ở đây đấy. Người mới, cậu xem, cô có xinh không? Này, tớ ước một lần được nắm tay cô đấy. Nói xong, cậu trai đeo kính nhắm mắt, khẽ ngửa mặt lên trời thích thú như đang tưởng tượng. Dĩ An không nhịn được cười. Cái tên này bị làm sao vậy chứ? Đúng là nữ hoa khôi kia đẹp thật, nhưng cũng đâu cần phải ngưỡng mộ đến mức ấy. An nhìn Kiều Ly lúc này đang nói chuyện gì đó với mọi người và từ từ tiến lên phía trước. Đám đông ở phía sau cuồng nhiệt xô đẩy làm cho túi của Dĩ An rơi về phía Ly. Những cái bút lăn ra rơi lách cách ở trên sân. Cô gái xinh xắn từ nãy đến giờ cũng đã nhìn thấy. Cô cúi mặt nhặt đống bút giúp cho An. An cũng vội vàng nhặt lại. Vô tình hai bả vai đụng trúng nhau. Trong khoảnh khắc đôi mắt của hai người chạm nhau, mắt của Kiều Ly như sáng lên, khóe miệng nở một nụ cười. Người thanh niên trước mặt thật khác biệt so với những người thanh niên trắng trẻo, ngoại hình thu hút, ngày ngày vây quanh Ly chỉ xin được hẹn hò. Đôi mắt của An lại tỏ ra lạnh lùng, rắn giỏi. Là một sự rắn giỏi của những người đã trải đời, Ly lấy làm lạ. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy bị thu hút đến như vậy. Phải chăng... Còn đang suy nghĩ miên man thì An đứng thẳng, tay từ bao giờ đã gom xong đống họa cụ đang bị rơi,
khẽ mỉm cười, chìa về phía Ly. Em cho anh xin lại bút. Kiều Ly giật mình, cô thẹn thùng vuốt mái tóc hồng qua vành tai, đưa lại cho anh mấy cây bút. Vẻ bình tĩnh của An làm cho cô bối rối. Có lẽ An là một trong số hiếm hoi những bạn nam không đỏ mặt đứng trước mặt cô. An nhìn đồng hồ đeo tay, đã gần đến giờ vào lớp, cậu quay người vội vã bỏ đi. 15:40, lớp lịch sử mỹ thuật bậc A. Theo kết quả xếp lớp, do đã có căn bản từ trước cho nên An được xếp lên bậc A. Ngôi trường này đơn thuần là một nơi đào tạo những họa sĩ, đặc biệt là những họa sĩ tự do, với mong muốn đem lại vẻ đẹp cho cuộc sống. Hay nói cách khác là trường xếp đánh giá theo học lực của học viên, chia làm hai khối cơ bản là đơn sắc và đa sắc. Vừa vào lớp, An đã chọn đại một chỗ ở cuối dãy. Cậu khá khó chịu bởi vì vào lớp muộn. Nếu như ban nãy không ghé xem đám đông thì có lẽ đã không làm phiền đến mọi người trong lớp. Bởi vì mới đầu kỳ học cho nên lớp đông, thầy giáo cũng không phát hiện việc dĩ An muộn học. Dù đã học qua môn này khi còn sinh viên, nhưng cậu vẫn say mê lắng nghe những kiến thức uyên thâm của người thầy mới. Cậu xem như đây là một khóa nhắc lại kiến thức, hay nói chính xác hơn là nhắc lại ký ức thời thanh xuân. Buổi học kết thúc trong xuân sẻ, vẫn còn sớm, An chuẩn bị về nhà. Tối hôm nay cậu có buổi hẹn ở bên quán cà phê mà cậu cùng kinh doanh với bạn mình, Tú Chiết. Đang chuẩn bị ra bãi đỗ xe thì An vô tình đụng phải một cô gái. Cô giật mình nhìn sang ngỡ ngàng, đôi lông mày nhíu lại ra vẻ khó chịu. Đi đứng kiểu gì vậy? Hù chết tôi. Dĩ An khẽ gật đầu xin lỗi. Ban nãy khi xuống cầu thang, cậu hơi vội. Cậu nhìn từ đầu đến chân của cô gái. Cô gái không có cao lắm, thân hình đầy đặn với mái tóc xoăn màu nâu nhạt. Làn da nhợt nhạt nhưng không làm ảnh hưởng đến khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Dĩ An bối rối. Cô ấy trông giống một người mà Dĩ An đang cố quên. Như biết được người trước mặt đang khó xử, khuôn mặt khó chịu đã tan đi, nhường lại cho một nụ cười thật tươi. Mình tên là Mỹ An, ở lớp phong cảnh S. Còn cậu? An khẽ nói, giọng nói rất nhanh điềm tĩnh. Mình tên là An, ở lớp lịch sử mỹ thuật A. Mỹ An bắt đầu giãn cơ mặt, sự xa lạ ban đầu đã vơi đi. Hai tay ôm quyển sách trước ngực. Đi cùng một đoạn được không? Người nào chưa dành đường đi ở khúc này dễ bị lạc lắm. Tôi sẽ dẫn đường cho. Đoạn cô đi nhanh xuống lầu, An chạy theo. Này, khoan đã. An không hiểu sao thân hình thấp hơn cậu một cái đầu mà lại có thể đi nhanh như vậy. An chợt nhìn quanh và lấy làm lạ, bởi vì khúc quanh cầu thang đang đi cùng Mỹ An vắng vẻ đến lạ thường. Cậu đoán đây là góc chết của trường. Thông thường các tòa nhà đều có một vài góc chết, nơi đó khuất ánh sáng, ít người qua lại. Thảo nào mà Mỹ An đòi dẫn cậu xuống, đúng là một cô gái chu đáo. Về điểm này Mỹ An giống một người. Còn Dĩ An thì hơi đỏ mặt, trái tim đập mạnh hơn theo mỗi bước chân. Mỹ An đi chậm lại, đôi mắt cúi nhìn hai quyển sách. Này, cậu có tin là có ma không? Dĩ An ngạc nhiên, đôi lông mày nhướng lên. Câu trả lời không vốn là người theo chủ nghĩa duy vật. An luôn luôn lý giải mọi thứ theo góc độ khoa học, cũng như ít tin vào chuyện tâm linh. Đối với cậu thì chỉ đơn giản là có thiên kiêm, có lành. Cậu chỉ coi việc thờ phụng những vị thần ở tôn giáo là thủ tục. Với niềm tin mạnh mẽ đó giúp cho Dĩ An vượt qua biết bao nhiêu sóng gió cuộc đời. Sinh ra và lớn lên không mấy giàu có, từ nhỏ đã ý thức được rằng phải độc lập thì mới có thể tồn tại. Chỉ có mình mới tự giúp được bản thân mình. 16 tuổi rời miền quê lên thành phố lập nghiệp, được thầy cưu mang. Dĩ An có bản tính nhẫn nại và kiên trì. Quyết định ông dạy vẽ cho cậu trong chính ngôi trường mà ông làm giảng viên. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi mà Mỹ lên tiếng. Cô gái kể cho An nghe về truyền thuyết đô thị đã xảy ra ở trường này. Về cái chết đầy đau thương của cô gái trẻ bị người yêu phụ bạc. Dĩ An ngắm nhìn cô gái dễ thương, say mê kể chuyện. Cậu chợt bật cười. Cái gì đó? Nhưng sao mình kể chuyện ma mà cậu lại cười?
Không, mình xin lỗi. Mình nghĩ là trường nào mà chẳng có những cái chuyện ma quỷ như vậy. Mỹ đừng có quá tin vào nó. Nó sẽ làm cho cậu sợ đó. Nói đến đây cả hai đã xuống dưới khuôn viên. Bỗng chuông điện thoại reo là Tú Chiết gọi. Dĩ An vội chia tay cô bạn. Sau đó, cô gái đi khuất vào những tán cây ở ven đường. Dĩ An phóng xe thật nhanh đến ngoài quán. Thằng bạn vụng về lại lắp sai bóng đèn, dẫn đến hư cả dây. Thôi biết thế, thuê thợ cho nhanh. Tú Chiết người đầy mồ hôi, dáng vẻ mệt mỏi. Này, uổng công từ chiều tao lắp đặt, sai có một bóng thôi mà đi cả một dàn. Phe này thì tốn tiền. Thôi bỏ đi, mai thuê thợ lắp, đi ăn đi. Có cái này tao muốn kể cho nghe đó. Tú Chiết cảm thấy kỳ lạ. Bình thường thằng bạn của mình kỹ tính, làm gì cũng phải tới nơi tới chốn. Ấy vậy mà sao hôm nay nó lại dễ tính, nhẹ nhàng như thế. Cả hai đến quán quen, gọi suất ăn cỡ lớn, vừa ăn vừa trò chuyện. An kể về việc mình vô tình quen được Mỹ, một người rất giống cô ấy. Tú Chiết thở dài. Ai, ngày cô đi lấy chồng, mày là người đau đớn nhất mà. Trong đám cưới, mày còn không cầm nổi ly rượu mà, chỉ đứng từ xa nhìn cô nắm tay người ta. Thôi bạn ơi, quen ai giống cô ấy, rồi lại đau khổ, mày lại đang tự làm tổn thương bản thân mình đó. Tú Chiết nhấn mạnh từng từ, cảm xúc của An trùng xuống. Cuối cùng cả hai lảng sang chủ đề khác. Không khí của quán ăn đêm ngày một ấm hơn, làm cho bọn họ cũng ấm lòng. Đã lâu rồi Dĩ An không có về quê. Công việc cứ cuốn cậu đi thật xa, xa khỏi gia đình và cũng là xa khỏi cô. Ca sáng, nhà ăn ở khu vực 1. Chuẩn bị vào lớp thực hành ca sáng, hầu hết các học viên ở trường đều tập trung ở nhà ăn khu vực. Tuy ngôi trường đã đi vào hoạt động lâu, nhưng những món ăn ở đây luôn được cập nhật và được chăm chút kỹ lưỡng. Có thể làm hài lòng bất kỳ ai, thậm chí ngay cả cách bài trí món ăn cũng đẹp mắt và đa dạng. Dĩ An vừa ăn xong món gà trộn, được giới thiệu là top những món ngon nổi tiếng. Tiến về phía khu vực máy bán nước ngọt, mua một chai trà thảo mộc. An cần một chút tỉnh táo để tập trung vào bài thực hành, bỏ tiền vào máy, bấm chọn loại nước mình cần. An vừa liếc nhìn sang, nhìn thấy Kiều Ly hôm nay trông nữ tính, mặc chiếc váy hoa vẫn là màu hồng nhạt, có lẽ đó là màu cô thích. Trông Kiều Ly không khác gì những cô tiểu thư bước ra từ trong những cuốn truyện cổ châu Âu. Kiều Ly khẽ mỉm cười, tay cầm chai nước. Anh cũng tới mua nước à? Anh có nhớ em không? Hôm qua em... Kiều Ly cố tình bỏ lửng câu nói chờ phản ứng. Em là Kiều Ly. Chuyện hôm qua cảm ơn em. Kiều Ly thẹn thùng vén tóc. Không có gì đâu. Anh mới đến học phải không? An ừ nhẹ một tiếng, đang định quay người bỏ đi. Kiều Ly gọi với theo. An mới chợt nhớ ra là mình có chuyện phải hỏi. Này, em học lớp nào? Kiều Ly điềm tĩnh, giọng nói không giấu được sự mừng rỡ. Hôm qua Dĩ An còn lạnh lùng như vậy. Em học lớp phong cảnh bậc S. Ánh mắt của Dĩ An sáng lên. Cậu vừa mừng vừa lo. Em có biết ai tên là Mỹ An, thường gọi là Mỹ, học ở lớp phong cảnh S không? Ly nhíu mày, khuôn mặt như đang ngẫm nghĩ. Em không có nhớ ai tên như vậy cả. Hay là anh thử tìm ở những lớp phong cảnh khác xem. Nhưng mà cô ấy là ai? Vừa hỏi, Ly vừa mở to mắt chờ đợi. Là một người bạn của anh thôi. Anh thấy cô có vẻ khá rành nơi này, cho nên anh nghĩ là học cùng khóa với em đó. Nhìn đồng hồ thấy còn 20 phút nữa là vào lớp. Anh lên lớp học trước. Trưa nay hẹn em ở căng tin khối màu, nhớ đến đó. Xong liền quay lưng đi thật nhanh. Trong lòng của Kiều Ly vui mừng. Có lẽ nào Dĩ An cũng... 20 phút sau, chờ cho lớp ổn định, cô giáo với chiếc váy dài kiểu Âu màu nâu nhạt, ở bên trên điểm xuyết những bông hoa trắng, đi đi lại lại nhìn xuống. Chào các cô cậu đã đến với buổi học thực hành đầu tiên. Trước tiên cả lớp lấy bút chì của mình và đặt lên bàn. Không khí xôn xao, các học viên đang đánh giá vị giáo viên này. Tất cả mọi người đều làm theo răm rắp. Sau đó, cô lên tiếng. Cả lớp,
Nhìn xem trên tay của tôi là gì? Một học viên nhanh nhẩu. Thưa cô, là cái bút chì. Giáo viên gật đầu đồng tình. Là một cây bút chì hoàn hảo. Nói xong, cô giáo đưa cây bút chì của Dĩ An ra phía trước. Qua bàn tay mảnh khảnh, cả lớp thấy một cây bút chì màu xanh đen. Đầu chì được chuốt nhọn, thân được vót đều tăm tắp, không khác gì dùng máy. Cả lớp, đặc biệt là các bạn nữ trầm trồ, ngưỡng mộ. Cô giáo lại tiếp. Vậy nhìn cái bút này các bạn thấy điều gì? Không gian lặng đi. Dường như câu hỏi của cô giáo khiến cho họ khó hiểu. Khẽ mỉm cười, cô giáo đôi mắt trở nên thâm thúy. Là sự nhẫn nại. Vẽ không có dễ dàng để theo được môn này. Các em cần phải có sự nhẫn nại. Không phải cứ ngồi vào ghế cầm bút lên là vẽ được, mà phải cần một quá trình tu luyện dài lâu. Thế nên tôi mới cho các em tập gọt bút từ những bước đơn giản nhất. Cả lớp bây giờ đã hiểu ra. Thảo nào từ đầu đến giờ, cô giáo chỉ bắt bọn họ gọt bút. Buổi học hôm đó lại trôi qua nhẹ nhàng. Dĩ An bất giác cũng nhớ lại những ký ức của trước đây. Cách đây vài năm, trong chính không khí lớp như thế này, người ta thấy có một cậu sinh viên gầy gò, bàn tay vụng về gọt từng chiếc bút. Đó cũng chính là bài tập mà thầy giáo luôn giao cho Dĩ An làm. Ngày trước Dĩ An không hiểu mình phải gọt nhiều bút chì như vậy để làm gì. Giờ đây câu trả lời đã rõ. Cô giáo nheo nheo mắt nhìn rồi nói với Dĩ An. Cô biết em là người hoàn thành bài nhanh nhất. Trong số các trò tôi dạy, em cũng thuộc dạng nhạy bén. Nhưng đừng vì thế mà lơ là việc học. Dĩ An không đáp. Cậu khẽ cúi đầu chào rồi đi thẳng ra ngoài. Dưới căng tin, khu vực nhà ăn bây giờ vẫn chưa đông. Đối với những lớp bậc B thì giờ này đã được tan sớm. Anh gọi một suất ăn trưa cỡ nhỏ, mua thêm ly cà phê, ngồi đợi Kiều Ly. 20 phút sau đã thấy bóng dáng mảnh khảnh của cô. Ly còn dẫn theo một cậu bạn là Phúc, nước da trắng trẻo, thân người cao lớn, cân đối. Nhìn Phúc không khác gì những minh tinh màn bạc. An bắt đầu đánh giá. Trông đi với Kiều Ly thật xứng đôi. Vừa nhìn thấy An, đôi mắt màu hạt rẻ của Kiều Ly sáng lên, đi đến bên cạnh. Anh đợi em lâu không? Sao lớp anh tan sớm thế? An mỉm cười không đáp, đoạn bắt đầu trò chuyện về ngôi trường. Kiều Ly kể cho An nghe đủ thứ, đôi môi đỏ mọng mỉm cười sau mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của An như đang chăm chú. Thứ bảy này, anh đi xem phim với em được không? Ở bên cạnh, Phúc thở mạnh, cắm cúi ăn nhanh hơn. Đã không ít lần cậu ta chứng kiến Ly đi chơi với người khác, rồi lại bị họ bỏ rơi vì những lý do rất quá đáng. Có người thì ghen bóng ghen gió với Ly bởi vì cô có quá nhiều người theo đuổi. Có người thì coi tình cảm của Ly chỉ như trò đùa, quen chán rồi bỏ. Mỗi lần như vậy, Phúc luôn là người ở bên an ủi bạn. Nhưng chưa một lần Ly để ý đến. Tằng hắng một tiếng, Phúc nhìn sang Dĩ An, đôi mắt lạnh lùng. An từ chối Kiều Ly, lấy cớ là công việc bận. Ngoài những hợp đồng mà anh phải lo lắng thì còn có quán cà phê mà anh cùng với Tú đã bỏ công xây dựng. Ly buồn rầu, ánh mắt hụt hẫng. Phúc thở phào, cậu ta nghĩ thầm. Mai cho anh ta, là anh ta từ chối đâu. Anh An này, em thấy có vẻ anh thích thú với truyền thuyết đô thị của ngôi trường đúng không? Vậy thứ bảy này, em dẫn anh vào trường xem bức tranh ma, anh có thích không? Đôi đồng tử của Dĩ An ánh lên hứng thú. Anh khẽ gật đầu. Còn Phúc thì lo lắng. Lo cho Kiều Ly bởi vì cô ta rất sợ ma. Ba người chia tay lúc đồng hồ kêu. Dĩ An gật đầu cảm ơn Kiều Ly. Họ hẹn nhau lúc 10 giờ tối ở sân trường. Dĩ An nhìn đồng hồ đeo tay. Lúc chiều đã có ghé qua quán cà phê bàn giao công việc cho Tú Chiết. Nói rằng là tối nay mình sẽ đến trường ôn bài khuya cùng với bạn. Tú Chiết tin ngay. Cậu ta xua tay kêu bạn mình nhanh chóng trở về trường đi. Mình sẽ đôn đốc thợ ở quán. Dĩ An thở dài. Sao tự nhiên mình lại dính đến cái câu chuyện kỳ quái này chứ? Chẳng hiểu tại sao khi nghe đến cái câu chuyện ma quái ở trong trường, Dĩ An lại cảm thấy tò mò. Một lúc sau đã thấy Kiều Ly và Phúc chạy đến, trên vai còn đeo theo ba lô.
Kiều Ly đã thay bộ váy ban sáng thành quần đùi và áo phông, lộ ra cặp chân dài trắng. Phúc cũng mặc quần lửng, áo thun, giữ nguyên cái tác phong nhanh nhẹn. Chỉ có duy nhất Di An là mặc bộ đồ mà ban trưa, khác với lứa trẻ tuổi. Anh không có đủ thời gian để về nhà sửa soạn. Anh có quá nhiều việc phải làm. Phúc nhe răng cười giọng khiêu khích. Anh An này, lần đầu tiên tôi thấy có người đi bắt ma mà không mang đèn pin đấy. Kiều Ly bật cười khúc khích, huých Phúc. Này, anh ấy mới tới, đừng có ghẹo, đưa đèn cho anh đi. Phúc lôi trong ba lô ra cái đèn pin, có mấy cái kiểu dáng khác nhau, bên trên có khắc ký hiệu đẹp mắt. Kiều Ly giật lấy một cái. Cú giật bất ngờ làm cho Phúc giật mình, suýt đánh rơi cây đèn pin. Cẩn thận đó, đồ này của ba tôi xịn lắm đó. Tôi năn nỉ mãi mới mượn được. Không sao, dù sao có rơi đâu. Dĩ An cầm cái đèn pin ngắm nhìn dưới ánh đèn pin mờ mờ bên ghế đá. Anh nhìn thấy hình rồng chạm trổ trên đèn pin rất đẹp, khác hẳn với những hình tượng được khắc sẵn, được đính cẩu thả để làm đồ trang trí. Anh nhận ra cây đèn pin này có lên đại cũng khá lâu, chắc chủ nhân của nó cũng là một người chơi đồ cổ. Phúc tự hào. Ba tôi đấu giá chúng từ một gian hàng đồ cổ đó. Anh nhìn có chất không? An gật gật đầu, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh. Cả ba đang nói chuyện thì bất chợt An đưa tay lên ra dấu im lặng, rồi vội kéo hai người đồng hành vào một tán cây gần đó. Chừng 2 phút sau, có ánh đèn loang loáng quét qua mảnh sân vắng, là ông bảo vệ của trường. Bình thường thì sau 10 giờ không ai ở lại canh chừng cả, nhất là từ khi có tin đồn về oan hồn xuất hiện vào ban đêm ở trường. Thì về đêm khi đã tắt sáng, ngôi trường này vắng lặng vô cùng. Độ nửa tiếng sau, ông bảo vệ quay ra, cả ba thở phào nhẹ nhõm. Nhưng thứ chứng kiến khiến họ bối rối. Ông bảo vệ đã rào lại khu vực phòng học, họ đã bị nhốt ở bên trong. Kiều Ly bất giác lo âu, bàn tay nắm chặt tay của An. Này, cổng ngoài khóa rồi, một chút nữa làm sao tụi mình ra. Phúc nắm lấy tay Ly trấn an, còn không quên đưa mắt nhìn Di An dò xét. Di An kéo cả hai người ra khỏi vùng tối, đứng dưới ánh đèn mờ mờ. Anh lên tiếng nhỏ giọng. Chốc nữa chúng ta leo ra, bây giờ các bạn giúp tôi tìm xem bức tranh bị ma ám ở đâu, tôi cũng muốn tò mò lắm. Hai người kia yên tâm hơn. Phúc bắt đầu soi đèn, dẫn mọi người đi lên cầu thang. Những bóng đèn đã cũ tỏa ra cái thứ ánh sáng cứ mù mù kỳ dị. Đi một hồi lâu, bất chợt dưới chân của họ xuất hiện những tiếng sột soạt, tựa như là tiếng móng tay cào dưới nền nhà. Tiếng động làm cho bọn họ giật mình. Kiều Ly bất giác co người lại. Phúc phải đứng sát lại gần an ủi cô. Một chốc sau khi họ định thần lại mới biết, hóa ra chỉ là một con chuột chạy đi kiếm mồi ban đêm. Họ thở phào nhẹ nhõm tiếp tục hành trình. Đi được một hồi, Phúc dừng lại trước một cửa phòng học tăm tối. Cánh cửa đang khép hờ bỗng từ từ mở ra, tựa như là bị ai dùng tay đẩy. Phúc nuốt nước bọt, mở hẳn cánh cửa. Bây giờ cả ba người đã bước vào một phòng. Phúc mò mẫm tìm công tắc đèn, ánh sáng lóe lên. An thấy trước mặt chỉ là quang cảnh của một lớp học bình thường. Những bức tượng được xếp ngay ngắn trên các kệ. Những cái ghế cũng được xếp gọn vào hai bên. Họa cụ gồm những cây bút chì dài ngắn khác nhau, những cục tẩy. Có cái còn nguyên vẹn, có cái đã được dùng quá nửa, nhưng đều được đặt gọn ở trên kệ. Bên ngăn dưới là những tờ giấy mỹ thuật màu ngà đủ kích cỡ và chất liệu khác nhau. Chúng cứ nằm yên vị, theo vị trí trật tự vốn có. An bước vào lớp, điều đầu tiên khiến cho anh chú ý là một bức tranh được phủ lên một tấm vải màu xám, bám đầy bụi, nằm im lìm ở một góc bục giảng. Có lẽ nào... Anh bước thẳng đến, bàn tay khẽ gỡ tấm vải phủ xuống. Trước mặt là một bức tranh đang vẽ dở, nét màu đã khô. Quay nhìn hai người bạn đồng hành của mình, bàn tay chỉ về phía bức tranh, ý hỏi đây có phải chính là bức tranh ma ám hay không. Kiều Ly và Phúc đi tới,
Họ hồi hộp nhìn bức tranh rồi thở ra, vẻ mặt thất vọng. Không phải là nó. Có khi nào lâu quá rồi người ta vứt nó đi? Ly nói. Phúc đáp. Không, nó là đồ vật của người đã khuất. Cô ấy chết linh như vậy, ai mà dám vứt? Không khéo bị cô trả đũa thì chết. An gật đầu như đã nghe lời của hai người bạn nói. Anh lấy tấm khăn phủ lại rồi quay lưng bước ra khỏi cửa lớp. Thôi được rồi, đi về thôi, cũng đã khuya lắm rồi. Đi về mai còn đi học, hôm khác chúng ta tìm tiếp. Hai người bạn đều đi theo An mà không nói năng gì. Ra đến cửa, cả ba thoáng giật mình bước lùi lại mấy bước. Một người đàn ông từ trong bóng tối đi ra, tay cầm theo một chiếc đèn pin chiếu thẳng về phía bọn họ. Ly giật mình thốt lên, cả người nép vào Phúc. Ông bảo vệ già ngước đôi khuôn mặt nhăn nheo. Các cô cậu đi đâu đây? Ôi chú Cao, chú làm chúng cháu hết cả hồn, Phúc kêu lên. Ông bảo vệ nhìn từ đầu đến chân ba người sinh viên. Mới nhập học à? Không biết luật trong trường là cấm không cho phép ban đêm vào trường à? Hả? Tụi bay tính vào trường để xem bức tranh ma đấy hả? Bậy nghe. Không được mạo phạm người chết đâu con ơi. Cả đám lắc đầu. Phúc giả vờ cười cười. Bọn con vừa ôn tập xong nữa. Chú sắp thi rồi, chú không nhớ à? Bây giờ tụi con đang chuẩn bị đi về. Nói đoạn, cậu ta nắm lấy tay của Ly, chạy thẳng một mạch. An cũng vội vội vàng gật đầu, sau đó liền quay đi theo. Ông bảo vệ còn gọi với. Này, này, ê, đèn chưa tắt, mấy cái đứa này, cười ghê đấy. Xong ông lắc đầu ngán ngẩm, tắt đèn giúp cho mấy cô cậu sinh viên tò mò, đoạn cũng quay về. Cả ba cứ thế mà chạy trong đêm, cho đến khi leo qua cổng rào chắn. Sau đó thì dừng lại, Ly chống tay xuống đầu gối, thở hổn hển. Sao mà nhanh, chạy nhanh thế? Còn hơn cả bài tập của mình á. Phúc quay lại nhìn Ly. Tôi xin lỗi, nếu mà không chạy nhanh, mắc công ông lại hỏi lung tung. Dĩ An nhìn hai người bạn. Thôi, đi lấy xe, đi về thôi. Không sao đâu, nếu mai có ai hỏi gì thì tôi nói giúp cho các bạn. Cả ba đi ra phía bãi xe, bầu trời mây đen đã che mờ ánh trăng. Họ không biết rằng ngay sau khi họ đi được một lúc thì có bóng của một cô gái lặng lẽ đi trên đoạn hành lang, ánh mắt u buồn nhìn theo bóng lưng của ba người bạn. Sau đó, cô ta lặng lẽ quay lưng đi khuất trong góc tối hun hút dãy hành lang ở bên kia. Tám giờ ba mươi, ở quán cà phê, Dĩ An đặt chiếc ba lô xuống bàn. Nhìn quanh một lượt, quán cà phê rộng rãi đã được sắp xếp đâu vào đó. Dàn bóng đèn bị hỏng cũng đã được thay mới, bàn ghế đều đã gọn gàng. Tú Chiết tay cầm hai ly nước chanh mát lạnh đẩy về trước mặt, toan mở điện thoại gọi cho đội thợ đến làm nốt. An ra hiệu đừng gọi. Tú ngạc nhiên, ánh mắt nhìn An chằm chằm. Này, có cái này tao kể cho mày nghe đó. Hôm nay mày cho thợ nghỉ bữa đi. Tú Chiết lại càng ngạc nhiên hơn. An gật nhẹ đầu kể lại chút ít cho Tú Chiết nghe những chuyện xảy ra và những câu chuyện liêu trai ma quái ở ngôi trường An đang theo học. Tú Chiết chăm chú lắng nghe, cái mồm há ra như muốn nhốt lấy từng chữ. Này, từ bao giờ mày tin vào mấy cái chuyện tâm linh đó? Tao nghe nhầm không mày? An nhìn Tú Chiết, anh trước giờ quả thực không tin vào chuyện tâm linh. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, như có một cái gì đó thôi thúc, làm cho An cảm thấy rất tò mò về câu chuyện này. Tú Chiết mỉm cười, ánh mắt lóe lên tia thích thú. Này, nói như vậy là có ma thật à mày? Này, thế ma có đẹp không? Này, ấy tao cũng muốn coi đó. An lắc đầu, chuyện tâm linh nữa, không có đùa đâu. Thôi đi, mày định có chuyện hay rồi mày xem mình hả? An cười cười nhìn bạn mình. Để tao tìm hiểu trước đã. Tao thấy ổn.
rồi tao đưa mày đi coi. Thật không? An gật đầu chắc chắn. Sau khi kể chuyện xong thì cũng đã đến trưa. An bỏ lại Chiết lo ở quán, rồi lấy xe đi học. Cũng gần chuẩn bị thi giữa kỳ, việc học bận rộn. Anh cố gắng chọn khung giờ học sát nhau, gần như cùng một ngày, để có thể sắp xếp được thời gian làm việc. Bởi vì anh cũng chưa tìm được họa tiết nào phù hợp cho không gian của cái quán nhỏ xinh, cho nên anh cũng muốn vừa tranh thủ học vừa nghiên cứu. Xách cái ba lô vào trong trường, vào căng tin dùng bữa trưa. Còn sớm cho nên anh rất thong thả. Xong xuôi lại xách ba lô đi khắp khuôn viên trường, đầu óc thả lỏng. Tiết học buổi chiều trôi qua nhanh, chẳng mấy chốc trời đã sắp tối. An chuẩn bị cho ca học tiếp theo. Anh chia tay hai người bạn là Kiều Ly và Phúc. Nhìn theo bóng lưng của hai người bạn sau mấy câu chuyện, An chợt chạnh lòng. Anh từ nhỏ vốn dĩ lớn lên trong cảnh thiếu thốn, thế cho nên bây giờ nhìn các bạn trẻ sống đầy đủ, chỉ có ăn chơi và học, không phải lo quá nhiều về kinh tế, An cũng cảm thấy họ thật sự là những người thanh niên may mắn. Nói về bạn ba gái cũ thì nó lại là một nỗi buồn khác của An. Mỹ Huyền và An cùng sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo nàn. Thời ấy thanh niên hiếm ai mà học hành được tới nơi tới chốn. Gia đình An thì nghĩ khác, cha mẹ của An cũng chỉ là những người làm nông bình thường. Thế nhưng họ nhất định để cho An phải được học hành tới nơi tới chốn, không để cho con thất học. Họ nhận thức được học hành là con đường ngắn nhất để đến thành công. Có lẽ vì vậy mà Mỹ Huyền cũng thích anh. Huyền là con của một tiểu thương bán vải ở ngoài chợ làng, thuộc dạng trung lưu, cho nên Huyền cũng được ăn học đầy đủ hơn hẳn những cô gái khác. Thế nhưng trước những lời mật ngọt ong bướm, Huyền lại chọn một chàng nam sinh nghèo chịu thương chịu khó là Dĩ An. Họ biết được thì đám thanh niên xung quanh đó tức lắm. Bọn họ có thua gì Dĩ An đâu. Vậy là có kẻ về dỉ tai mách cho gia đình Mỹ Huyền. Cha mẹ Mỹ Huyền không ưng bụng bởi vì nhà An quá nghèo. Ở quê, người ta thường quan trọng cái việc môn đăng hộ đối. Biết được điều này, An liền xin cha mẹ rời quê lên phố, quyết định làm ăn. Anh hứa là anh sẽ không bỏ học. Rời quê nhà chỉ với một cái túi cũ sờn, vài ba bộ quần áo và một ít tiền An tự dành dụm được. Chỉ một thời gian ngắn, An đã có công việc làm ổn định, ra trường với tấm bằng loại giỏi, hàng tháng còn có thể gửi tiền về cho bố mẹ. Chỉ có điều đến khi mọi thứ đã đủ đầy thì lại chẳng thể có Huyền. Cái lý do là anh không có thời gian dành cho Huyền, chỉ là để giải thích tạm bợ qua loa cho việc cô đi lấy chồng. Cha mẹ cô mai mối cho cô một cậu thiếu gia ở trên thành phố. Nghe đâu gia đình ấy kinh doanh bất động sản, nếu như Huyền lấy được người này thì còn có lợi cho công việc làm ăn của cha mẹ. Bên nhà chú rể cũng hứa sẽ mở cho ông bà một tiệm vải lớn ở trên phố để tiện cho việc kinh doanh buôn bán và thăm con gái. Mới đầu, Mỹ Huyền phản đối. Cô quyết chờ An thành đạt trở về. Thế nhưng ông bà cứ khuyên can bằng đủ thứ lời tỉ tê, thậm chí có đôi khi là nhức móc căng thẳng. Cực chẳng đã, Huyền đành gật đầu. An còn đang mải suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh An, hôm nay đi học muộn thế. An ngẩng đầu ngạc nhiên, không biết từ bao giờ mình đã đi đến đoạn hành lang ở trước lớp thực hành. Trên đoạn hành lang vắng, có một cô gái mặc một chiếc váy trắng dài chấm gót, tay áo bồng bềnh nữ tính. An vừa nhìn nhận ra ngay, ấy là Mỹ. Sắp vào tiết đó, anh đi học đi, em đợi anh tan học. Nói xong, Mỹ khẽ quay người đi trên đoạn hành lang khuất sau một góc tối. An vừa định nói gì đó, thế nhưng từ lúc nhìn thấy Mỹ cho đến lúc cô quay đi, An còn không cả kịp mở miệng. Chớp mắt đã 7 giờ hơn, An xách ba lô ra ngoài từ đằng xa, đã thấy bóng váy trắng của Mỹ đang vẫy tay gọi mình. An bước tới, cả hai người trò chuyện có vẻ rất vui. Sau khi nghe hỏi, thì Mỹ chợt trả lời, em không thấy học sáng, học buổi tối mát mẻ hơn. Cả hai cứ thế nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, mãi đến 8 giờ hơn An mới về. An sẽ quyết định chuyển bớt những buổi học xuống ca tối.
Anh không muốn bỏ lỡ tình yêu của đời mình. Quả thực, anh cảm giác giữa anh và Mỹ tự nhiên có một sự gắn kết kỳ lạ. Đêm hôm đó về nhà, An ngồi trước bài tập vẽ mà chẳng hiểu tại sao. Bàn tay vô thức họa lên trên bức tranh những nét kỳ lạ. Và đặc biệt cái màu An dùng là một cái màu trắng ngà ngà, chấm hoa giống như bộ váy mà Mỹ mặc. Cả sáng ở lớp hình họa, một ngày đẹp trời, ánh nắng ấm áp phủ một màu vàng rạng rỡ. Vừa mới hôm qua, Ly đã hoàn thành thủ tục chuyển đổi. Ly thong thả đi vào lớp học đầu khóa để nâng cấp mới. Cô giáo nhìn Ly chặt lưỡi, em chuyển đi thật đấy à? Còn một khóa nữa là em hoàn thành lớp nâng cao phong cảnh, sao tự nhiên lại bỏ ngang uổng như thế? Ly ngập ngừng, dạ em chuyển để học cùng bạn, chỉ khóa này thôi, rồi em lại quay lại khối của mình. Cô giáo tiếc lắm, cứ thở dài mãi. Cô tiếc cũng phải, trong gần hơn 40 con người mà cô đang dạy thì Ly là một cô sinh viên sáng dạ. Có thể nói là sức học của Ly rất tốt, sức tiếp thu và sáng tạo của Ly cũng rất đặc biệt. Này, sau khóa hình họa thì nhớ quay về với lớp đấy, tốt nghiệp để bố mẹ còn vui. Ly gật đầu, đôi mắt long lanh, đôi môi cười chúm chím. Vừa vào đến lớp bên kia thì cũng là lúc Dĩ An vào lớp. Ly nhanh nhẹn ngồi vào chiếc ghế cùng dãy bàn. An cảm thấy có chút quen quen, quay lại nhìn thì ngạc nhiên nhận ra là Ly. Sao em lại ở đây? Ly híp mắt, thì em chuyển lớp, em muốn học thêm về hình họa đó. An thở nhẹ một cái, xoay xoay cây bút chì. Không phải là mấy lớp cơ bản em học qua hết rồi còn gì? Chẳng qua anh là học viên học thêm, làm sao mà em lại vào đây? Thì em... Ly có chút bối rối, cuối cùng cô nói toẹt là em muốn học với anh đó. Ấy, cần thiết làm gì về thế? Em không muốn bị trễ tốt nghiệp chứ. Ánh mắt của Ly vui tươi, anh đừng có lo, nhà em cũng không quá ép việc em học xong sớm hay muộn mà. Cả hai vào lớp học như thường lệ, Ly học rất nhanh, cô giáo cũng rất hài lòng. Như thế này thì Ly sẽ rất nhanh bắt kịp tiến độ học. Ly cũng cố bắt chuyện, thế nhưng mỗi khi làm việc, Dĩ An đều tập trung tuyệt đối. Cả hai đều là những học viên có năng lực, cho nên hoàn thành bài rất nhanh. An ngồi xoay xoay cây bút chì trên tay, lơ đãng nhìn ra ngoài. Còn Ly thì bặm môi mắm lợi, nghịch nghịch cái gì đó. Cô giáo chốc chốc nhìn hai người bọn họ mà tủm tỉm cười. Xem ra đôi bạn này cũng rất đẹp đôi. Chả biết liệu yêu vào rồi có học hành ra gì hay không. Tan học, Ly lại quay sang hỏi Di An. Này, anh thật sự không có rảnh ngày nào à? Hay là bỏ một ngày đi xem phim với tụi em đi? Còn có cả Phúc đi nữa. An nhìn ra ngoài khu vườn, ánh nắng rực rỡ. Anh không đáp, trong lòng suy nghĩ mông lung. Chẳng hiểu tại sao anh lại đang nhớ đến Mỹ. An, anh có nghe em nói không? An khựng lại, quay mắt, quay nhìn đôi mắt chớp chớp. Em muốn rủ anh đi xem phim đúng không? Tuần này không được. Anh bận, anh còn phải làm việc ở quán để phụ cho bạn nữa. Ly tròn mắt ngạc nhiên, đến bây giờ cô mới biết là An còn có những công việc khác. Hết tiết học, mấy bạn nữ xôn xao ở phía cửa lớp. Nhìn thấy bộ dáng cao ráo của Phúc bước vào. Đợi hai bạn trẻ đi khỏi, về gần hết, An bấy giờ mới lặng lẽ một mình đi lên trên tầng lầu. Đoạn hành lang khuất kia, buổi sáng ban ngày trông hiền hòa dễ chịu hơn so với ban đêm lạnh lẽo. Tuy nhiên nó vẫn rất vắng. An đi trên dãy hành lang dài hun hút, băng qua những lớp học trống. An chợt dừng lại trước một lớp học ở cuối dãy.
Lớp học này bụi bặm, mạng nhện răng tứ tung phủ đầy trên lớp cửa sổ. An nhìn cánh cửa thì thấy đã khóa. Anh cúi xuống hồng nhìn qua cái lỗ khóa thì thấy bên trong chỉ là một màu đen kịt. Anh khẽ lắc đầu chán nản. Vừa quay lưng thì bỗng nhiên nghe cách một tiếng, cái khóa tự động bung ra. Như có thứ gì đó thôi thúc, An từ từ quay lại nhìn, rồi sau đó vô thức đưa chân bước vào. Chào đón Di An là lớp bụi xám xịt. Anh ho sặc sụa, phủi phủi lớp bụi đang vương ở trên vai áo, sổ xuống từ bên cánh cửa. An kéo kéo, đôi mắt nhìn về phía bức tranh đã phủ bụi xám. Khác với bức tranh mấy hôm trước mà anh cùng với hai người bạn nhìn thấy, bức tranh này sạch sẽ đến kỳ lạ. Lớp vải phủ tranh cứ như là mới được bàn tay của ai đó lau dọn sạch sẽ giữa cái khung cảnh cả lớp bụi bặm. An tò mò, nay lại còn tò mò hơn, muốn tìm hiểu nguyên nhân. Tựa như căn phòng học này có liên quan gì đó đến câu chuyện kỳ bí ở ngôi trường. An khẽ kéo tấm vải ra. Anh hít sâu một hơi, như sẵn sàng chờ đón một cái gì đó làm cho mình ngạc nhiên và giật mình. Trước mặt anh là một bức tranh đang vẽ dở về một cánh đồng hoa, những nét chấm phá của những bông hoa nhỏ và những hàng cây đan sen. Chỉ là đáng tiếc bức tranh mới chỉ vẽ được có chừng đó. Qua con mắt của một người đã học qua mỹ thuật loại giỏi, anh chắc chắn người vẽ bức tranh này cũng phải là người có chuyên môn tương đối. Bàn tay khẽ chạm vào bề mặt bức tranh, trong đầu của An bỗng nhiên như bị chấn động, những hình ảnh liên tục lướt qua. An bỗng nhiên choáng váng. Một cô gái tóc nâu có nụ cười xinh đẹp, những cái bút chì rơi xuống sàn, khu rừng nhuộm màu máu, tất cả chỉ là màu huyết sắc. An vô thức lùi lại, ngồi phịch xuống cái chỗ bục ở bên dưới. Vừa rồi là một thứ ảo giác. An hít thở hổn hển lấy lại sự bình tĩnh. Anh nhìn chăm chăm bức tranh, rồi quyết định lấy tấm vải phủ lo lại. Trong đầu của anh dần dần đang nghĩ về tâm linh. Anh nhanh chóng bước ra khỏi lớp, đóng cửa, còn không quên cài khóa cẩn thận. Anh nghĩ tốt nhất là để bảo vệ bản thân mình và cả hai cô cậu kia thì cứ để cho oan hồn ngủ yên, như ông bảo vệ đã nói, đừng có động chạm vào người chết. Đến tối, tiết trời đã se se lạnh, một đêm mờ mịt trăng. Như thường lệ, anh đợi cho mọi người ngồi về hết, anh ngồi thả mình ở ngay chỗ ngoài lan can tầng 3 của lớp thực hành. Một chốc sau đã nghe tiếng mọi người từ đầu bên kia lục tục ra về. Đoán được lớp của Mỹ đã tan, anh mỉm cười nhẹ nhàng, tay cầm một chiếc hộp vuông. Một chốc sau khi thấy bóng dáng nhỏ của Mỹ đi đến. Hôm nay Mỹ mặc cái váy yếm jean kèm áo thun trắng. Dĩ An càng nhìn càng cảm thấy tim của mình đập mạnh. Mỹ được Dĩ An đỡ ngồi lên trên chỗ hành lang. Anh tặng cho Mỹ một cái hộp toàn là những cây bút chì mới cóng được gọt cẩn thận. Món quà này cũng không quá xa xỉ, không quá mắc tiền, nhưng nó là một món quà thể hiện tình cảm chân thành. Hai người vui vẻ ngồi nói chuyện về những chủ đề vẽ tranh. An kể cho Mỹ nghe những việc mình đã từng được thấy và được chạm vào bức tranh ma ám. Gương mặt của Mỹ bỗng nhiên đượm buồn. Cô nói bằng giọng lo âu, anh đừng chạm vào bức tranh đó, nó sẽ làm cho cả anh và cả những người xung quanh anh gặp rắc rối đó. Dĩ An trả lời giọng vững chãi, anh cũng nghĩ như em, anh chỉ vô tình thấy nó, anh sẽ không đi sâu vào chuyện đó đâu, còn giữ an toàn cho cả Phúc và Ly nữa. Điện thoại reo là Tú Chiết gọi cho anh, nói về công việc. Anh đưa Mỹ An về đến tận cổng ký túc xá, rồi vội vàng quay lại quán cà phê. Sau khi Dĩ An rời đi, bóng cô gái với bộ yếm jean, mái tóc màu nâu, quay đứng nhìn anh. Trong đôi mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. 3 giờ sáng, Dĩ An choàng tỉnh, cái áo thun trắng thấm ướt mồ hôi,
Một giấc mơ kỳ quái khiến cho anh lạnh cả sống lưng. Trong mơ, anh thấy giây phút mình chạm tay vào bức tranh, cái thứ ảo giác đó lại hiện ra. Bức tranh chảy thua xuống một thứ chất lỏng sền sệt màu đỏ sậm là máu. Máu lan tràn khắp cả trên nền nhà, dính đầy bụi. Máu dính cả lên những ngón tay và dính lên đôi giày An đang mang. An còn chưa kịp hoảng hốt thì từ đằng sau lưng xuất hiện tiếng bước chân. An quay người lại thì nhìn thấy hình ảnh là một hồn ma mặc bộ yếm duyên đầy máu, mái tóc nâu mềm mại vào khuôn mặt bị khuất trong bóng tối. Đây đã là đêm thứ ba. Là đêm thứ ba An mơ thấy cái giấc mơ kỳ quái, nó giống y hệt như nhau. Trời sáng, An đi ra quán cà phê, khuôn mặt mệt mỏi. Tú Chiết pha cho anh một ly cà phê đặc, rồi dò hỏi, An kể lại cho Tú Chiết nghe. Anh bắt đầu thấy dần dợn, còn chưa kịp nói tiếp thì điện thoại reo là Phúc gọi. Cậu ta bảo hẹn gặp anh ở nhà ăn ngay. An có dự cảm chẳng lành, anh phóng xe tới trường. Đưa mắt tìm kiếm bóng người thì nhìn thấy Phúc và Ly đang ngồi ở bàn 15. Vừa thấy An, Ly nói vội: "Anh An, bọn em nằm mơ thế mà, ngay sau cái hôm đi tìm bức vẽ về." Sau đó, Phúc bắt đầu thuật lại cho An nghe về giấc mơ của hai người. Họ thấy mình chạm vào bức tranh, rồi An trợn to mắt ngạc nhiên, bởi vì họ mơ giấc mơ y hệt nhau. Anh cũng kể lại cho bạn mình nghe và cả ba người hoang mang lo sợ. Phúc và Ly quyết định ngày mai sẽ đi lên chùa để thỉnh vòng phép đeo về cầu An, để cho vong hồn đừng có dây dưa đến họ. Bỏ lại một mình Dĩ An ngồi đó suy tư, để giảm bớt sự lo âu, anh lôi ra mấy bản phác thảo ngồi vẽ. Trời gần về tối, là chuẩn bị bắt đầu ca học. An đang tính vào lớp thì lại gặp Mỹ. Hôm nay cô mặc một chiếc quần jean màu xanh nhạt phối hợp với áo thun trắng, có in họa tiết hoa trông rất đáng yêu. Mỹ mỉm cười chỉ tay về hàng ghế đá. "Anh An học đi, em ở đó đợi. Tối nay em muốn dẫn anh đến một chỗ." An mỉm cười gật đầu. Tiết học hôm nay, An chẳng thể nào tập trung. Chẳng hiểu tại sao An đã hoàn thành xong mô hình ấy thế nhưng mà không thể nào vẽ tiếp được. Trong đầu cứ nghĩ đến Mỹ. Cuối cùng anh gác lại. Thời gian còn lại của buổi học, anh lấy bút ra vẽ lại Mỹ An, dáng người đầy đặn, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương. Vẽ xong nụ cười trên môi cũng là lúc hết tiết, An đi xuống chỗ hẹn. Lúc này mọi người đã về gần hết, bởi vì đây đã là ca cuối cùng học. Vừa nhìn thấy An, Mỹ đã đứng lên vẫy vẫy, hai người trêu chọc nhau vài câu. Sau đó, Mỹ dẫn anh ra phía sau trường. Đây là một khu vườn rậm rạp với nhiều loài hoa đang thi nhau nở. Tối đến, hương hoa thoang thoảng dễ chịu. Có một lối mòn dẫn từ bên ngoài vào trong khu vườn. Ở đây có một hồ nước nhỏ. Mặt hồ ban đêm tĩnh lặng như một mặt gương. Mỹ An nắm tay của anh dẫn vào khu vườn. An bất giác rùng mình khi cảm thấy bàn tay của Mỹ lạnh lẽo. Họ dừng lại ở bên hồ nước. Mấy bóng đèn cao áp được lắp tít trên ngọn cây rọi xuống cũng chỉ mờ mờ chiếu xiên xiên qua khuôn mặt nhợt nhạt của Mỹ. Có phải anh nghe được chuyện rằng có họa sĩ lớp S đáng thương bị người yêu phụ bạc mà tự tử? An trong giây lát bối rối. Thì không phải đâu anh ạ. Mỹ chỉ tay về hướng hồ nước. Cô ấy chết ở đây, dưới chỗ này, lạnh lẽo và thê lương lắm. An thoáng ngạc nhiên, không biết tại sao Mỹ lại biết về chuyện này. Như hiểu được thắc mắc của An, Mỹ tủm tỉm: "Em nghe lại từ những giảng viên ở đây kể. Nếu mà còn sống thì chắc là cô ấy dễ phải 100 tuổi rồi anh ạ. Em chỉ thấy thương cho cô ấy, một mình phải cô đơn lạnh lẽo." Mỹ cúi mặt, hai tay ôm lấy vai, run run. An tiến đến ôm cô vào lòng. Chỉ là cơ thể của Mỹ lạnh lắm,
mà An thì lại không mang theo áo khoác. An tự trách mình. Mỹ khẽ rúc vào trong lòng của anh. Anh ơi, Lỡ sau này mà em giống cô ấy thì sao? An đỡ lấy mặt cô. Em đừng có nói gọi như vậy chứ. Tuyệt đối sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Có chuyện gì anh cũng sẽ ở bên em, đừng có lo. Cả hai nắm tay nhau rời khỏi khu vườn tăm tối. Lúc này từ dưới mặt hồ, một thân ảnh ướt sũng trồi lên, hướng đôi mắt ngầu lên tức giận nhìn về phía hai người bọn họ, ánh mắt hằn học. Có lẽ khi chạm vào bức tranh bị nguyền rủa, cũng là lúc oan hồn ở trong tranh đã thức dậy. Tám giờ ba mươi sáng tại chùa Phúc Yên, một ngôi chùa cổ kính với những cột gỗ đã nhuốm màu thời gian, hai người thanh niên là Phúc và Kiều Ly sáng nay đều xin nghỉ học, gấp rút lên chùa để xin vòng phép. Họ phải chờ nửa tiếng mới gặp được sư trụ trì. Sư trong bộ áo lam giản dị, sau khi nghe được câu chuyện thì từ tốn: A Di Đà Phật, vong hồn không chỉ đi theo hai thí chủ, thầy còn thấy cô ấy đi theo một người nam nữa. Vừa nghe đến đây thì họ nhận ra ngay ấy là thầy đang nói đến Dĩ An. Ly cầu xin: Dạ, anh ấy nói là đã lỡ chạm tay vào bức tranh bị nguyền rủa, cho nên vong hồn thức tỉnh. Bọn con mới mơ thấy ác mộng. Này, con xin thầy cho chúng con vòng phép để hóa giải. Bởi vì chúng con không có cố ý. Anh A năm nay bận đột xuất, cho nên hẹn sẽ lên chùa sau. Con tiện xin thỉnh thêm vòng cho anh. Phúc cũng phụ họa: Dạ vâng thưa thầy, chúng con không cố ý mạo phạm vong hồn đâu. Chỉ là chúng con tò mò. Sư gật đầu: A Di Đà Phật, vong này chết lâu, oán khí tích tụ thành quỷ. Thông thường các oan hồn mà hóa quỷ là vì chết đi mà tâm nguyện chưa thành, hoặc là vì chết thảm mà sinh oán khí. Thiệt nghĩ các thí chủ phải giúp hồn ma giải hết được oán nghiệp thì chuyện mới yên. Phúc và Ly nghe xong thì thất kinh. Sư bắt đầu khẽ tụng niệm làm phép chỉ chú cho ba cái vòng hạt gỗ, đoạn trao cho hai bạn trẻ. Vòng phép có thể tạm thời giúp các thí chủ không mơ mộng, còn cái chuyện làm sao để cho vong không đi theo mình thì cứ như thầy nói. Kiến và Ly chắp tay cảm ơn sư rồi cả hai cùng ra về. Họ hẹn gặp Di An vào ngày mai để đưa cho anh cái vòng. An vẫn như thế. Giấc ngủ kinh hoàng vẫn lặp đi lặp lại khiến cho anh chập chờn. Buổi sáng ở dưới nhà ăn tại trường, vừa nhìn thấy Di An đến, Ly và Phúc vội vàng vẫy. Ly đưa cho An một cái túi zip, trong đó đựng cái chuỗi hạt đã được chỉ chú, rồi kể cho anh nghe những gì sư đã nói. An trầm ngâm: Là do anh mà ra, cho nên anh sẽ là người phải giúp cho vong hồn ấy thực hiện tâm nguyện. Ly và Phúc đều lắc đầu hoảng hốt: Như thế thì nguy hiểm lắm đó. Anh có làm được không? An nghĩ ngợi: Làm sao mà anh biết được vong hồn có tâm nguyện gì nhỉ? Cả ba lại im lặng cho đến khi chuông báo hiệu vào lớp. Anh An, anh nhất định không được tự ý đi tìm vong ma đâu. Một mình anh không làm được đâu. An không đáp, đôi mắt suy tư. Phải rồi, Mỹ An. Mỹ đã học ở đây lâu, chắc chắn cô biết nhiều thứ về hồn ma. An vừa đi vừa nghĩ đến tình hình trước mắt thì bất ngờ va phải một cô lao công lớn tuổi. Bà lao công loạng choạng suýt ngã, may mà Dĩ An giơ tay đỡ. Sao mà đi cứ cắm cúi thế, húc như một cú trời giáng nữa. An miệng lắp bắp xin lỗi, sấp giấy ở trong túi họa cụ quàng ở trên vai rơi ra. Những bản vẽ lớn nhỏ xòa ra dưới đất. Một bản vẽ vô tình hiện lên trong tầm mắt của bà lao công lúc bà ấy giúp An cúi xuống nhặt. Nhìn bản vẽ, bất giác bà lao công khuôn mặt tái dại cả đi. An nhận ra sự khác lạ. Anh thu lại mấy tờ giấy. Cô ơi,
Có cái gì trong tập vẽ của cháu khiến cô sợ phải không? Bà lão công lấm lét trả lại tập giấy cho An, rồi quay đầu đi như chạy, như muốn chạy trốn. An khó hiểu cầm bảng vẽ lên nhìn thì ngạc nhiên, trong lòng của anh dấy lên một nỗi nghi ngờ. Sau tiết học buổi sáng, buổi chiều Phúc và Ly bắt đầu đi chơi. Họ ghé qua những trung tâm thương mại. Cứ như vậy, 9 giờ tối Phúc mới chở Ly về. Lúc này họ cũng hơi mệt. Ly vừa đi vừa tựa vào vai Phúc. Đi trên đoạn đường đã thưa người, bỗng nhiên Phúc liếc mắt nhìn thấy một cô gái giơ tay xin đường. Dưới ngọn đèn đường vàng vọt, Phúc nhìn thấy cô ấy mặc một bộ yếm màu ren, khuôn mặt bị che đi một cách kỳ dị, mái tóc bồng bềnh hơi xõa ra. Vì phải chở Kiều Ly cho nên Phúc không thể nào cho cô gái đi nhờ được. Anh đi ngang qua được một đoạn nữa thì bỗng nhiên Phúc rùng mình, bởi vì lại nhìn thấy một người nữa đang vẫy tay xin đường. Đến bây giờ thì lập tức một cảm giác trờn trợn lan tỏa, bởi vì Phúc nhận ra người này cũng mặc cái quần yếm ren và cái áo màu trắng nhạt. Rõ ràng là cậu ta vừa đi qua. Tại sao bây giờ cô ta là thứ gì mà lại có thể di chuyển nhanh hơn cả tốc độ của xe máy? Nén nỗi sợ hãi, Phúc dồ ga phóng đi nhanh hơn. Kiều Ly ngồi đằng sau cũng đã cảm thấy có sự lạ. Có việc gì thế Phúc? Sao đột nhiên chạy nhanh thế? Phúc giọng ngập ngừng. Ly ôm chặt lấy tôi đi. Tôi đưa Ly về nhà nhanh, không tối rồi. Phúc vừa liếc mắt nhìn xuống chiếc vòng tay mà sư trụ trì đã làm phép. Có vòng rồi. Chắc là sẽ ổn thôi. Biết Ly sợ ma cho nên Phúc không kể câu chuyện mình vừa thấy. Đưa Ly về đến nhà, Phúc thúc giục. Ly đi vào nhà đi. Ở tối rồi, ở ngoài nó không tốt. Ly cũng thắc mắc, tên này không biết hôm nay làm sao. Sao thế? Ma dọa sao? Phúc bối rối lắc đầu. Đợi Ly vào trong nhà, Phúc mới quay xe về. Chưa bao giờ cậu ta cảm thấy màn đêm nó trở nên quỷ dị như vậy. Cậu ta vừa chạy xe vừa thầm niệm Phật, mong rằng sẽ không gặp thứ quái dị nữa. Đêm hôm đó, cả Phúc và Ly đều ngủ rất ngon. Cái vòng đã phát huy tác dụng. Ở dưới cửa nhà Phúc, dưới bóng đèn điện chiếu hăn hắt màu vàng vọt xuống đường, bóng dáng một cô gái mặc cái yếm ren đang đứng lặng lẽ. Ngày hôm sau không có tiết, cả hai quyết định lại đi chơi hội chợ. Đang ở hội chợ đông đúc thì có một cô gái đi vượt lên Kiều Ly, bởi vì cô đi quá nhanh suýt nữa đụng trúng. Kiều Ly ngã nhào vào người Phúc, nhìn theo bóng lưng mà bực bội. Đi đứng kiểu gì mà kỳ cục. Cô gái bỗng nhiên quay phắt lại. Ly trợn mắt kinh hoàng khi nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trũng sâu không đáy, đặc biệt là cái nụ cười ngoác ra. Ly run rẩy quay sang Phúc. Này, cậu có vừa nhìn thấy thứ mà tớ... Phúc run run gật đầu. Sau đó cả hai bặm môi lấm lét, lặng lẽ kéo nhau đi. Loang loáng trong đám người đang nhốn nháo, chen chúc nhau ở trong hội chợ, bóng dáng cô gái kia lặng lẽ biến mất. Phúc chở Ly về đến nhà, an ủi trấn tĩnh là đã có cái vòng tránh tà ở đây rồi, mình không phải lo cái gì hết. Phúc loạng choạng thấy trời tối cho nên quyết định đi về. Trên đường về, Phúc lại thấy hình ảnh cô gái trong bộ yếm ren cũ kỹ đứng ở ven đường xin đi nhờ xe. Loáng một cái, Phúc chạy qua rồi lại không thấy đâu nữa. Phúc cảm giác cứ như có ai đi theo mình. Cậu ta vừa chạy xe vừa liếc qua gương chiếu hậu thì đột nhiên Phúc điếng cả người. Bởi vì qua cái gương chiếu hậu của xe máy, Phúc nhìn thấy ở ngay sau lưng mình là một khuôn mặt đang ngoác miệng thò lên. Phúc hốt hoảng, suýt nữa lạc tay lái. Chuỗi hạt đeo ở trên tay đột nhiên đứt lìa rơi lả tả. Phúc phanh gấp xe lại, ngoảnh phát lại đằng sau
thì sau lưng lại chẳng có ai. Phải đến 15 phút sau, Phúc không dám đi về một mình nữa, quyết định gọi điện cho người nhà ra mang xe về. Về đến nhà, đến giờ cơm, ba mẹ của Phúc đi công tác suốt. Phúc đã thường xuyên quen với việc ở nhà ăn cơm một mình cùng với những người giúp việc. Ăn cơm nước xong, Phúc đi lên phòng đọc sách. Đây là một căn phòng được cha của Phúc xây riêng, một căn phòng rộng mang lối kiến trúc cổ châu Âu sang trọng. Bốn kệ sách dài bao quanh. Ở trong căn phòng này, đôi khi Phúc lại cảm thấy như bị ngợp. Trong lúc Phúc đang loay hoay chọn sách ở trên giá, lúc vừa kéo cuốn sách ra tạo thành một lỗ hổng, thì Phúc lại một phen điếng người khi ở bên kia lỗ hổng lại là cái khuôn mặt trong cái mớ tóc xù màu nâu, với cái miệng rộng ngoác và đôi mắt sâu không đáy. Đèn trong phòng chớp tắt, Phúc kinh hãi. Những cái kệ sách cao vút, từ ấy chảy ra toàn những máu hết sức ghê rợn. Phúc bàng hoàng rú lên một tiếng như muốn gọi người, nhưng âm thanh của Phúc bị nhốt chừng bởi căn phòng sách được làm cách âm để yên tĩnh. Thứ chất lỏng kinh dị cứ loang lổ ra, cảm giác ướt đẫm cả đôi dép bông. Phúc lập tức co cả hai chân lên ghế, quay sang nhìn thì kinh hoàng. Khuôn mặt đầy máu, với mái tóc xù và cái quần yếm trên, từ từ thò ra sau cái kệ sách. Phúc hét lên ngã vật xuống. Bây giờ nghe tiếng động lớn, đám người làm mới chạy từ bên ngoài vào. Phúc run bần bật, họ bèn phải dìu cậu chủ ra ngoài. Ở bên nhà Kiều Ly cũng không khá hơn là mấy. Từ ban tối về, lúc ở trong phòng tắm, Ly cởi cái vòng phép ra, ngâm bồn thư giãn. Bỗng nhiên Ly rùng mình, mở mắt khi thấy nước mình đang ngâm bồn chuyển thành màu máu. Từ bên phía đối diện, một cái đầu người ướt nhẹp với má tóc nâu bết những máu là máu từ từ trồi lên khỏi mặt nước. Nụ cười quỷ dị ngoác ra đến tận mang tai, nghiêng nghiêng đầu nhìn Ly ở cuối bồn. Ly vùng vẫy, thế nhưng cô không tài nào chồm ra khỏi cái bồn tắm được. Cái đầu cứ thế lừ đừ lại gần. Ly kinh hãi, Ly dồn hết sức chồm ra khỏi bồn tắm, va đánh huỵch một cái đau điếng. Lúc Ly quay phát lại nhìn thì trong bồn tắm chẳng còn gì. Ly rú lên một tiếng kinh hoàng, cố gắng bò ra đến cửa gọi lớn, mẹ, mẹ ơi. Sau đó ngất lịm. Lúc người nhà chạy lên thấy Ly như vậy thì vội vàng bế về giường ngủ rồi gọi bác sĩ. Đêm hôm đó Ly sốt cao, cô lại nằm mơ thấy giấc mơ kỳ quái. Ly choàng tỉnh giấc, người đau đớn mệt mỏi. Mẹ Ly đã thay cho Ly bộ đồ ngủ khác, trên trán đang đắp khăn ấm. Bây giờ trời đã quá nửa đêm, ánh trăng mờ mờ ảo ảo chiếu xuyên qua ô kính. Ly vô thức đưa mắt nhìn ra ngoài ban công thì đột nhiên lại thêm một lần rùng mình. Ở ngoài ô kính ấy, có một cô gái mặc yếm đang đứng nhìn vào bên trong. Ly cuống cuồng thu mình vào góc giường, chùm kín chăn trên đầu. Cảm giác như là kẻ đứng ở bên ngoài đang từ từ đưa những móng tay của mình miết lên trên kính ken két. Âm thanh như xoáy vào tai tra tấn tinh thần của Ly. Thậm chí Ly còn nghe được tiếng bước chân bước vào bên trong nhà rất rõ, vang lên trên sàn gỗ của buồng ngủ. Tựa như là kẻ ấy vẫn đang đi vòng quanh Ly. Cơn ám ảnh cứ dâng lên đến cực độ. Cuối cùng Ly hét lên một tiếng, vùng chạy khỏi phòng riêng. Bố mẹ nghe tiếng hét của con gái cũng cuống cuồng ngó sang. Con ơi, sao thế? Đêm hôm rồi có cái gì mà la hét ở Mỹ lên thế con? Con ơi! Bố của Ly đang nheo mắt chờ đợi câu trả lời. Ly mếu máo, quỷ, con gặp quỷ. Bố mẹ ơi, nó dọa con và Phúc
Từ sáng đến giờ con sợ lắm. Bố mẹ Ly không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chỉ biết an ủi. Mẹ Ly cố gắng ôm con trấn an, còn ba của Ly thì quyết định ngủ lại ở trong phòng của Ly đêm nay để cho con đỡ sợ. Chiếc vòng phép mà Ly để ở trong phòng tắm không biết từ bao giờ đã đứt, rơi xuống đất lả tả. Sáng như thường lệ, Phúc dắt chiếc xe tay ga của mình ra khỏi nhà, nhìn xuống đồng hồ vẻ mệt mỏi. Hôm qua sau khi được dìu từ phòng sách về, chìm vào giấc ngủ, Phúc lại bị những giấc mơ kinh hoàng ám ảnh dằn vặt. Cho nên sáng ngày hôm nay, Phúc mới có khuôn mặt mệt mỏi rã rời như thế này. Phúc có dự cảm chẳng lành, cậu ta tìm đến nhà của Ly. Lên trên phòng thì thấy mặt mũi của Ly xanh xao, cả người co rúm ở góc giường. Ly, Ly ổn không? Kiều Ly run run nhìn Phúc rồi chỉ ra bên ngoài ô kính. Nó đã ở đó, nó xuất hiện ở đó đó Phúc. Sợ rằng tình trạng như thế này thì sớm muộn gì không chỉ Kiều Ly mà e rằng đến cả Phúc cũng phát điên. Phúc quyết định hôm nay sẽ lên trường gặp Dĩ An, họ sẽ cùng điều tra về hồn ma này. 10 giờ sáng, Phúc gọi gấp Dĩ An đến gặp mặt. An cũng đoán được có chuyện chẳng lành, bỏ dở tiết đi ra. Phúc kể cho An nghe những điều mà mình và Ly đã gặp phải đêm qua. An tỏ vẻ kinh ngạc, pha lẫn hoảng sợ. Là lỗi của tôi, do tôi chạm vào bức tranh đó. Tôi sẽ tìm hiểu việc này để cứu Kiều Ly và cậu. Và cả tôi nữa, tôi đi cùng anh. Cả hai hẹn nhau buổi chiều tối khi mọi người đã về hết. An vô tình lại gặp bà lao công hôm trước. Bà ấy vừa nhìn thấy anh thì quay đầu muốn rời đi. Thế nhưng Dĩ An bước lên chặn lại. An nắm lấy cánh tay của bà lao công. Cô ơi, cô biết gì về bức tranh? Xin cô nói cho chúng cháu biết. Bây giờ cả Dĩ An và Phúc cùng với bà lao công đã ngồi ở bàn nước căng tin. Phúc lấy bức vẽ hôm trước để lên mặt bàn cho bà lao công xem. Phúc cũng tò mò nhìn vào bức vẽ một cô gái có nét mặt xinh xắn. Bà lao công nhìn tấm ảnh, vẽ tấm tranh vẽ mà ngập ngừng. Sao cậu có thể vẽ ra thứ này? Cậu đã thấy danh sách học sinh học giỏi trước đây sao? An thật thà trả lời. Cô ấy là bạn cháu. Bạn cháu học cùng ca tối. Chỉ là khác lớp. Bà lao công trợn mắt kinh hãi. Sao lại như thế được? Không thể như thế. Cô ta đã chết. Chết từ lâu rồi cơ mà. Phải hơn chục năm rồi. Từ khi tôi làm lao công ở đây chục năm nay đã nghe đủ thứ chuyện kỳ dị về cô ta rồi. Dĩ An ngạc nhiên nghi ngờ. Còn Phúc thì cũng nhận ra cô gái trong bức tranh này có khuôn mặt rất giống con quỷ đã đeo bám mình và Kiều Ly. Dĩ An lạnh sống lưng. Không lẽ người con gái mình gặp mỗi đêm lại là quỷ? Cô ơi, vậy cô có biết gì về Mỹ An không? Tôi nghe nói là bị người yêu phụ bạc tự tử, vong hồn ám luôn vào bức vẽ đó. Tôi nghe nhiều người kể là cứ ở đây học khuya y như rằng là bị hồn ma cô hiện về, cô ấy dọa, rồi mới thành ra là cái lệ cấm học tối sau 10 giờ. Vậy rốt cuộc Mỹ An cần gì để siêu thoát chứ? Phúc ban đầu thì hoảng, nhưng vì muốn tự cứu mình và Kiều Ly cho nên cũng phải nén lại nỗi sợ. Bây giờ phải tìm ra bức tranh, em tin là sẽ hóa giải được cho vong hồn của chị. An gật đầu, anh đã từng tiếp xúc trực tiếp với bức tranh cho nên anh biết nó ở đâu. Phúc trở về, trên đường đi đột nhiên có một người con gái chạy vụt qua đầu xe. Sự kiện quá đường đột, chiếc xe tay ga bẻ quẹo đột ngột. Phúc còn đang loạng choạng thì dùng mình nhìn thấy cái bóng người con gái kia chạy qua đường, bây giờ đang đứng ở ngay bên mép đường. Ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn sang, mái tóc màu nâu bết xuống, và đặc biệt là mặc một chiếc yếm bò. Phúc bàng hoàng. Cùng lúc đó Phúc nghe có tiếng còi xe. Khi ngẩng mặt lên thì Phúc cuống cuồng đảo tay lái, tránh một cái ô tô vụt qua.
Cuối cùng thì Phúc quẹo xe lao thẳng vào cái cột đèn, đầu đập vào trên đằng trước, máu chảy ra lênh láng. Phúc nằm vật ra đất cho đến khi mắt mở đi. Qua màn máu đang chảy xuống, Phúc nhìn thấy người con gái mặc bộ bò jean kia với mái tóc màu nâu đang từ từ ngó ngó tới, nở ra một nụ cười, nụ cười với khuôn miệng ngoác đến tận mang tai. Tin Phúc bị tai nạn trên đường về khiến cho Dĩ An thất kinh. Dĩ An quyết định bỏ dở công việc ở quán cà phê, phóng xe đến bệnh viện. Tới nơi đã thấy người nhà của Phúc đang lo lắng. Bọn họ đang chờ kết quả từ bác sĩ. Quả thực cũng thật là may mắn, Phúc mặc dù bị thương thế nhưng cũng không quá nguy hiểm đến tính mạng, có chăng sẽ để lại một vết sẹo nhỏ trên mặt. Dĩ An nghiến răng nghiến lợi bước ra khỏi bệnh viện. Anh quyết định đêm nay anh sẽ giải quyết mọi thứ. Trường mỹ thuật ban đêm im lặng, những tàn cây xum xuê tạo thành những cái bóng đổ trông kỳ quái như những người khổng lồ đứng khuất trong bóng tối. Gió lùa hun hút trên dãy hành lang vắng người. Ánh trăng chiếu một thứ ánh sáng nhợt nhạt xuống. Dĩ An bật đèn pin, tim đập mạnh hơn. Anh thấy ở trên hành lang có bóng một người con gái mặc bộ yếm trên đầy máu. Cô đi từng bước chậm chậm ở đằng trước. Dĩ An khựng lại. Anh bỗng nhiên muốn từ bỏ ý định đến căn phòng cuối cùng, bỏ mặc bức tranh ma quái, quên đi những sự kỳ dị mà anh đã gặp. Thế nhưng nếu như làm như vậy thì hai người bạn là Phúc và Kiều Ly ra sao? Hồn ma đó đã hại cho Ly đến đầu óc ngơ ngẩn, làm cho Phúc bị tai nạn xe. Chỉ có duy nhất anh chưa làm sao, thế nhưng anh cũng không thể bỏ mặc họ được. Trong vô thức, Dĩ An đưa bước chân đi theo Mỹ trên dãy hành lang kéo dài vô tận. Chuẩn bị đến căn phòng cuối hành lang thì Mỹ dừng lại, đưa tay chỉ vào bên trong. Sau đó loáng một cái cô biến mất. Dĩ An bước vào với tay bật đèn, thế nhưng hình như cái đèn đã hỏng. Cuối cùng cực chẳng đã, anh phải soi đèn pin. Trong phòng vẫn lộn xộn y như lần đầu anh đến. Mọi thứ vứt lung tung khắp nơi. Dĩ An run run bước tới bức tranh được phủ vải xám, khẽ kéo ra. Bức tranh vẽ phong cảnh còn đang dang dở. Anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu, chạm vào trong tranh. Không thấy gì, không có ảo ảnh cảm giác như lần trước. Dĩ An bỗng nhiên cảm giác tay mình như có một thứ chất lỏng nhớp nhớp. Trong giây lát anh mở mắt thì nhận ra bức tranh trước mặt của anh từ bao giờ đã chảy ra máu, cơ man là máu. Máu đỏ chảy thành từng dòng dính cả vào tay. Dĩ An rụt tay lại, những cánh cửa sổ phòng học bỗng nhiên sầm sầm mở ra đóng vào. Như là có những cơn gió đang lùa từ ngoài điều khiển cánh cửa. Từ trong bức tranh, loang loáng một thân ảnh bê bết máu mặc chiếc yếm jean cũ hiện ra. Đôi mắt trũng sâu, rồi từ từ bò ra khỏi bức tranh. Dĩ An kinh hãi. Anh ngã vật xuống đất, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm thẳng vào bức tranh ở trước mặt. Người trong tranh bò ra ngoài, đứng sừng sững trước mặt của Dĩ An. Bàn tay từ từ chỉ vào bức tranh vẫn đang chảy máu. Hồn ma ngẩng lên, nói đứt quãng. Vẽ, vẽ chưa được. Chết, chết. Bây giờ Dĩ An dường như đã hiểu ý định của hồn ma. Anh lắp bắp. Mỹ, sao em lại chết? Rốt cuộc là em tự tử phải không? Hồn ma của Mỹ lắc đầu. Tai nạn. Hận. Bây giờ An dường như đã hiểu. Không có chuyện cô sinh viên đáng thương tự tử chết vì phụ tình như mọi người đồn. Thực ra là Mỹ An trong lúc bất cẩn trượt chân đã ngã xuống hồ.
Khi ngã xuống, đầu cô đập vào đá, mất máu bất tỉnh. Cô cứ thế nằm ở bờ hồ mãi mãi. Khi chết là thời điểm cô đang sáng tác dở bức tranh, cho nên vong hồn của cô vẫn còn oán niệm lưu mãi ở nhân gian. Cô hận và ghét tất cả những người chọc phá đến cô, khơi lại nỗi đau đớn khi chết. Vì lẽ đó, vong hồn của cô gái tội nghiệp cứ loanh quanh luẩn quẩn, chờ ngày có người phù hợp giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Dĩ An rồn rồn bước tới, lôi họa cụ ở trong tối. Hồn quỷ của Mỹ ở bên cạnh đứng đó lặng lẽ nhìn anh vẽ tranh, chứ tuyệt đối cũng không có làm gì. Dĩ An rôn rôn đưa từng nét cọ, mà cảm giác mồ hôi trên trán túa ra, căng thẳng. Anh thậm chí còn không cả dám quay lại nhìn, không biết là Mỹ có đứng ở đằng sau lưng anh hay không. Thế nhưng trong cái khung cảnh này thì thật rùng rợn khi nghĩ bất kỳ lúc nào cũng có thể có một người đứng đằng sau lưng nhìn mình chăm chăm. Dĩ An dần dần đưa lên pha màu. Những tông màu sắc đang bắt đầu chuyển. Chẳng mấy chốc, một bức tranh đã hoàn thành hiện ra. Dĩ An thở ra một hơi. Tâm nguyện của em, anh đã giúp em hoàn thành. Anh sẽ cho người trục vớt xác của em lên để chôn cất. Em hãy yên lòng mà siêu thoát. Đến bây giờ, cái luồng hơi lạnh đằng sau lưng bỗng nhiên biến mất. Dĩ An từ từ quay người trở lại, thì nhìn thấy Mỹ, nhưng không còn là Mỹ của bộ dáng kinh khủng nữa. Mỹ đã trở lại là khuôn mặt xinh đẹp. Chỉ có điều, nước mắt của cô đang lăn trên gò má. Cảm ơn anh, em yêu anh. Trong bức tranh phong cảnh là một cô gái mặc một chiếc bò jean, một cái áo phông cùng với những chấm hoa nhỏ, đang đứng giữa cánh đồng đầy cỏ. Những bông cỏ lau mọc lên bay bay theo gió đẹp lắm. Hai tháng sau, sau đêm hôm đó mọi thứ đã trở lại bình thường. An đã xin thầy hiệu trưởng cho phép trục vớt thi thể của Mỹ ở dưới đáy hồ. Qua lời làm chứng của bà lao công, An được hồn ma đưa đường dẫn lối. Cuối cùng ông hiệu trưởng cũng tin đội trục vớt đã làm việc quả nhiên. Họ vớt lên được một bộ xương đã vỡ nứt hộp sọ. Họ quyết định chôn bức tranh theo cô gái xấu số. An cũng quyết định nghỉ học. Anh đã nghĩ ra ý tưởng thiết kế quán cà phê cho mình. Sau khi bình phục, Phúc và Ly đã yêu nhau. Họ chấp nhận tình cảm của nhau. Trở về quán cà phê, An đem lại nội dung bức tranh vẽ trang trí cho chính quán của mình. Chẳng hiểu làm sao, một bức tranh vẽ cánh đồng cỏ vô cùng đẹp với những đường nét dịu dàng. Mọi thứ tinh tế từ cây cối cho đến những bông cỏ lau được quấn theo gió. Quán cà phê trông lại càng đẹp mắt khi vẽ một bức tranh mảng lớn như vậy. Và một ngày cuối thu, khi mà An và Chiết đã dọn quán tiễn người khách cuối cùng về, Chiết khẽ vươn vai, lặng lẽ leo lên xe đi về trước. Còn lại một mình Dĩ An đang loay hoay để dọn dẹp nốt rồi kéo cái cửa xếp. Bỗng nhiên, một âm thanh lạch cạch vang lên. Dĩ An ngẩng tới, còn chưa kịp nhìn người đứng ở ngoài cửa, Dĩ An đã đáp: xin lỗi, đến giờ quán đóng cửa rồi. Không có tiếng trả lời, anh từ từ ngẩng lên. Là một cô gái, trên người mặc bộ yếm jean, mái tóc nâu bồng bềnh, khuôn mặt bầu bĩnh,
Cô tươi cười. Đôi mắt của An trợn to. Là Mỹ. Tại sao? Tại sao? Anh An, em đã về rồi đấy. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.